Ở nhà, mỗi lần con vợ em nó thủ thỉ ngọt nhạt, em biết ngay là có biến anh ạ. Chứ bình thường, nó đánh em như ngoé. Con vợ anh cũng thế. Cứ mỗi lần không vui đều đánh. Nó vui nó cũng đánh. Thế á? Chả hiểu sao ngày xưa mình lấy con dở hơi ấy nhỉ? Giờ nghĩ lại thì mình ngu thật. Ồ thôi các ông ơi, các ông cứ làm như muốn nhận được cái huân chương sợ vợ mà dễ à? Ở cái phòng này ấy, à mà không, ở cái công ty này ấy, muốn được phong chức sợ vợ nhá, thì phải vượt qua ông Đức đây này. Các ông có biết biệt danh của ông Đức là gì không? Gì ạ? Đức server. Nghe qua ấy, rất là chuyên môn đúng không? Nhưng mà nghe kỹ, chịu ôi rồi ôi. Tôi nói thật nhá, ông đã không biết cái gì rồi nhưng ông cứ toàn tuyên truyền với ba vần. Mà cái tên Đức server là ông đặt ra đấy à? Tôi mà biết ông đặt ra nhá, lên sân bóng còn lâu rồi truyền cho ông nhá. Ông lại cứ đề cao tôi quá. Tôi làm gì đủ tuổi để nghĩ ra cái nickname hay thế. Này, cái tên đấy là tôi nghe từ hồi mới vào công ty. Thằng Quân nó đã nói với tôi thế rồi. Và quan trọng ấy, ông thấy nó đúng hay sai thôi. Đương nhiên là sai bét. Tôi nói ông nghe nhá, riêng tôi về nhà nhá, tôi nói một câu không bao giờ vợ tôi dám nói lại câu thứ hai với tôi. Kinh đấy. Ôi, anh đưa anh Đức. Ừ? Anh làm kiểu gì hay đấy. Anh chỉ bí kíp cho em biết với. Chứ em là em bất lực với con vợ em rồi. Thực ra ấy, nó cũng đơn giản thôi em hiểu không? Nhưng mà anh nói đây thì anh em mình biết, đừng có nói gì ra bên ngoài cả. Nguyên tắc đơn giản, mình là đàn ông trong nhà, mình là trụ cột, là cái nóc. Tiền kiếm được là không đưa hết cho vợ. Đơn giản nó chỉ có thế thôi. Đấy, các ông hiểu chưa? Cùng trong phòng với nhau sếp cũng phải gọi điện này nhở? Nhưng mà sếp khách sáo thế. Alo Mình à? Đúng rồi, ngày hôm nay em rất là bận cho nên chiều nay anh về sớm anh đón con nhá. Đón con á? Được, để anh gặp. Anh nhưng mà không được. Hôm nay anh phải về muộn đấy. Hôm nay anh phải xử lý nốt data hệ thống cơ. Hay là mình cứ nhờ cậu hay là nhờ bà đi. Khổ lắm, có phải là anh đi chơi đâu, anh đi làm nhưng phải thích về là về được đâu. Nhá, giúp anh lút đã này thôi. Thế, nhá. Chồng mới trẻ con, cha nhỏ được cái gì cả. Mẹ ơi, bố đâu rồi, hôm nay bóng đá hay lắm, mẹ ơi, bố ơi, bố ơi. Sao em lại ở đây? Hôm nay anh phải về muộn đấy. Hôm nay anh phải xử lý nốt data hệ thống nữa cơ. Lát nữa về nhà nhá. Anh chết với tôi.